Làng Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi là một ngôi làng cổ bao quanh bởi hệ thống đê Bắc Hưng Hải và sông Cửu Yên. Nơi đây từ xa xưa được biết đến là một vùng đất có truyền thống hiếu học. Truyền thống ấy được người dân lưu truyền và tạc vào những bia đá như nhắc nhở những thế hệ sau kế thừa sự nghiệp khoa cử của các bậc tiền nhân. Lầu Tư Văn chính là biểu tượng cho truyền thống hiếu học của làng Phù Ủng. Tôi là Phạm Văn Đạt, công chức văn hóa xã hội xã Phù Ủng. Và ngay cạnh tôi đây là ông Nguyễn Hải Tường, một người cao niên trong làng, đã có nhiều năm tìm hiểu về lịch sử của địa phương. Hôm nay chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị khán giả tìm hiểu về lầu Tư Văn. Ông ơi, cái lầu Tư Văn này được xây dựng từ khi nào ạ? Lầu Tư Văn là một trong 8 hạng mục của công trình văn hóa lịch sử cấp quốc gia đền Phù Ủng. Lầu Tư Văn được xây dựng từ bao giờ? Tức là hiện nay là các tài liệu nghiên cứu thì chưa đề cập tới. Tuy nhiên là trong 4 cái bia đây thì đã chứng minh được là trùng tu của cái lầu Tư Văn từ những năm 1851 và năm 1906. Trước đó là có nhiều các quy mô của hầu Tư Văn này rất lớn. Lầu được xây bằng gạch cao 3,7 m với kết cấu gồm 3 phần: nền, cột và mái. Phần nền xây hình lục giác cao 1,2 m, xung quanh được bó vỉa bằng gạch đỏ và bậc tam cấp. Đỡ hệ thống mái là 6 cột, thân cột hình lục lăng. Phần mái gồm 2 tầng 12 mái, giả ngói ống. Các đầu đào được đắp hình rồng cách điệu, chỗ giao nhau giữa cột và mái đắp nổi hoa văn lá lật và dòng nước. Phần cổ diêm đắp nổi 3 chữ Tư Văn Lâu, tức là lầu Tư Văn. Phía trước lầu là nhang án hình cuốn thư, xung quanh được lát gạch và có nhiều cây cổ thụ bao quanh. Hiện trong lầu còn lưu giữ 4 tấm bia cổ. Vậy các cái tấm bia trong lầu này có nội dung gì vậy ông? 4 tấm bia này ghi lại toàn bộ tên tuổi và sự nghiệp của những người làng Phù Ủng đỗ đạt trong các kỳ thi của thời Triều Lê và Triều Nguyễn. Ví dụ nói như là ông Đỗ Thú Tài, ông Đỗ Cử Nhân, ông Đỗ Tiến Sĩ, ông Đỗ Sinh Đồ, Hương Cống. Thằng thời trong cái bia này, làng Phù Ủng còn dành cho một ít ruộng và ao để cho các giáp nữa là luân phiên nhau cày cấy lấy hoa lợi để lấy tiền để mà làm lễ tế lễ cho tiên hiền. Mâm lễ thì gồm có xôi, thủ lợn và vò rượu. Trước đây thì ngày hội của lầu Tư Văn thì là ngày 13 và ngày 14 tháng 6 âm lịch. Ông ơi, thế đến nay thì hội còn được tổ chức không ạ? Ngày hội Tư Văn thì nó đã mai một rồi. Bây giờ thì còn có ngày hội của đền Phù cứ vào ngày 11 và ngày 13 tháng Giêng âm lịch. Bây giờ thì dân làng vẫn giữ được cái truyền thống hiếu học. Bây giờ thì ông sẽ đưa cháu đi lên các cái dòng họ người trong xã. Vâng ạ. Giới thiệu với cháu này, đây là Đặng An Tiến sẽ giới thiệu với cháu về truyền thống hiếu học của họ Đặng. Dòng họ Đặng, xã Phù Ủng chúng tôi là có truyền thống hiếu học từ thời xưa để lại. Đến bây giờ đã thành lập hội khuyến học khuyến tài của họ. Những năm gần đây họ Đặng có được đỗ đạt là 13 vị là thạc sĩ, hiện nay đang công tác trên mọi miền của Tổ quốc. Ngoài ra còn một số các cháu đỗ đạt ở các trường tốt cao, có năm là 8 cháu. Hàng năm tổ chức phát thưởng vào ngày giỗ của họ vào ngày 11 tháng Giêng. Truyền thống hiếu học của các dòng họ trong xã luôn gìn giữ và phát huy. Tiêu biểu có dòng họ Ngô, họ Đặng, họ Lê, họ Đỗ, họ Phạm. Hiện nay, xã Phù Ủng có 1.892 gia đình được công nhận là gia đình hiếu học. Xã đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và người con xa quê được 325 triệu đồng. Các chi hội khuyến học đã vận động xây dựng quỹ được 980 triệu đồng. Có thể thấy, lầu Tư Văn chính là minh chứng về Phù Ủng một mảnh đất văn hiến, coi trọng việc học tập
và có nhiều người đỗ đạt. Nếu có dịp về ghé thăm Hưng Yên, xin kính mời quý vị khán giả về thăm Phù Ổng để cảm nhận những dấu tích thời gian và nét đẹp văn hiến của địa phương chúng tôi.